Thưa cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Phúc Khang đi đường hoa Nguyễn Huệ. Thì Phúc Khang đang chờ đợi cái lễ khai mạc nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang sẽ quay một cái video gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay rất là đẹp cô chú anh chị và các bạn. Cô chú anh và các bạn xem nhớ cho Phúc Khang thêm một like và một chút chia sẻ nha, ủng hộ cho cô chú anh chị và các bạn. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay rất là đẹp. Để Phúc Khang quay sơ cho để cho cô chú anh chị và các bạn xem. Trong tim mọi người Thank you.